Tên tôi là Marcus Fry. Người nghĩ ngươi là con người. Tôi là con người. Ngươi là gì vậy? Tôi không biết. Tận thế đã bắt đầu. Tôi biết anh ta không phải kẻ thù. Nếu làm theo kế hoạch, ta sẽ chết. Ta sẽ chết hết. Tôi là hy vọng duy nhất của anh. Kẻ hủy diệt, cứu rỗi. Chủ nhật lúc 9:45. Trong loạt phim bom tấn ngày chủ nhật trên AXN.